Và từ đây chúng ta sẽ đi đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng rất là dễ dàng, theo con đường Bạch Đằng. Ngày nay có cầu vượt thì đỡ hơn nè, cái giao nút giao này, cái nút giao lộ này ít kẹt xe rồi. Bắt đầu vô đây nhà lầu nhiều rồi nè. Ở đây là ngã năm Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Minh Giám. Chúng ta sẽ lên cầu vượt để xem sao ha. Đường Nguyễn Văn Công. Công viên Gia Định ngày nay nè, nếu các anh chị các bạn đã từng ở Sài Gòn thì chắc là ai cũng sẽ biết công viên Gia Định ha. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, để tiếp nối hành trình ngày hôm nay ở cung đường quận Gò Vấp này, thì mời bà con mình chúng ta cùng tham gia để đi đến cái ngã năm Chuồng Chó ngày xưa, để xem cái hình ảnh của ngã năm Chuồng Chó ngày hôm nay như thế nào ha. Và chúng ta đang có mặt ở đây là đường Nguyễn Oanh, đường Nguyễn Oanh. Thẳng hướng này mình sẽ đi về ngã năm Chuồng Chó nè. Lúc nãy hướng lúc nãy ngược lại, chúng ta sẽ đi Lê Đức Thọ đến quận 12, hoặc là đi vào trung tâm Sài Gòn cũng được. Nhưng mà chúng ta sẽ đi cái hướng ngã năm Chuồng Chó ha, để mình xem lại cái hình ảnh của khu ngã năm Chuồng Chó này thế nào. Và đây là đường Lê Hoàng Phái, Nguyễn Oanh và Lê Hoàng Phái. Ở đây thì đường hơi lung tung, do em không quen cái đường này cho lắm. Và nơi đây là giao lộ Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Văn Lượng và Nguyễn Oanh. Đối với ngã năm Chuồng Chó ngày xưa thì nổi tiếng kẹt xe, nhưng mà ngày hôm nay thì không biết như thế nào. Nhân đây thì em mời bà con mình chúng ta cùng khám phá. Nơi đây là giao lộ Lê Nguyễn Văn Lượng và Nguyễn Oanh. Và Sài Gòn bây giờ là gần 5 giờ chiều ở khu vực Gò Vấp. Và cái giờ này là cái giờ cao điểm, thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe. Bạn thấy xe cộ đổ về quá trời luôn á. Đó là do người ta đi làm từ hướng quận nhất đi về Gò Vấp đó. Ở đây mình thấy máy bay chạy, máy bay bay liên tục ở đây gần với sân bay. Và bên cánh phải thì khu quân đội. Nói đến Gò Vấp thì đa phần là khu đất của quân đội thôi. Thì ngày xưa khu này ít người ở, ít nhà, và mới sau này mới phát triển. Chứ ngày xưa trước đó nữa thì theo em tìm hiểu thì khu này là khu doanh trại. Đây có khu Ba Son nữa nè. Mà mình thấy ở đây không có nhiều nhà cao tầng ha. Tại vì ở đây theo quy hoạch gần sân bay, gần doanh trại thì không có nhà cao tầng, nên khu này chúng ta thấy ít nhà cao tầng lắm. Và con đường này
có một hàng cây rất là mát, giống như ngoài Vũng Tàu vậy, hàng cây thông nè, có xen lẫn những cây phượng. Ở đây bán nội thất, bàn ghế. Và cầu ngã năm ngày nay thì có cầu vượt rồi, nên thành ra không biết có còn xảy ra tình trạng kẹt xe hay không nữa. Cũng lâu lắm rồi em không có đi đến cái đoạn này. Sẵn hôm nay có dịp thì em cập nhật cho bà con cùng xem luôn. Biết đâu trong những hình ảnh này bà con lại thấy được những cái hình ảnh của ngày xưa, và ngày hôm nay chúng ta cùng cập nhật. Và bên kia là đường Phan Quang Trị ha, giao lộ Phan Quang Trị và Nguyễn Oanh. Nơi đây có cái bục binh. Mấy bà ấy. Bà rất là gần luôn. Xe cộ quá trời. Bên kia là đường Phan Quang Trị, và ta tiếp tục thẳng Nguyễn Oanh ha. Ngày xưa thì em có đi học ở Gò Vấp này, như là học quân sự, học ở cái trường Vinhempit, mà đất ngày nay chắc không còn đó. 185 Nguyễn Oanh. Ở Việt Nam thì đa phần sinh viên đại học thì thời gian đầu là đi học quân sự, môn quân sự học khoảng mấy tháng à, khoảng tháng à. Đó, phía trước chúng ta đó là ngã năm Trường Chó nè, và ngày nay là có cầu vượt rồi. Chúng ta sẽ đi lên cầu vượt ha, để xem ngày hôm nay cầu vượt này như thế nào, và khu vực này ngày nay ra sao. Và từ đây chúng ta sẽ đi đến sân bay Tân Sơn Nhất, cũng rất là dễ dàng, theo con đường Bạch Đằng. Ngày nay có cầu vượt thì đỡ hơn nè. Cái giao nút giao này, cái nút giao lộ này ít kẹt xe rồi. Bắt đầu vô đây nhà lầu nhiều rồi nè. Những hình ảnh này sẽ rất là khác lạ đối với cô chú anh chị đã xa Sài Gòn hơn 10 năm. Còn hơn nữa thì chắc là nhìn không ra luôn. Và xuống đây là đường Nguyễn Kiệm nè. Con đường Nguyễn Kiệm này sẽ ở đây sao người ta lại quẹo, người ta lại quẹo dưới dốc cầu, dưới cái dốc này ra rất nguy hiểm. Ở Việt Nam mình xe máy nhiều lắm nên thành ra chạy xe ngoài đường rất là nguy hiểm. Nếu mà cô chú anh chị ở xa về, tốt nhất là chúng ta nên đi taxi. Lâu lâu chạy xe máy lần thì thấy ngán lắm. Chạy thường thì không sao, lâu lâu chạy lần thấy bụi, gió, kẹt xe, rồi trời nắng, trời mưa. Đối với các anh chị ở tỉnh thì lên đây cũng chạy xe cũng đầu cũng không quen đâu. Ở đây xe đông lắm. Ở các tỉnh thì rộng rãi hơn, xe chạy thoải mái, không có cái ít có tình trạng kẹt xe như ở đây. Và chúng thấy cái hình ảnh của ngã năm Trường Chó ngày nay không có còn hình ảnh kẹt xe như ngày xưa nữa.
ở phía trước cũng có cầu vượt. Thôi chắc có lẽ em nhầm, ngã năm đường chó là ở đằng kia. Ở đây có bệnh viện quân y 175. Và khu này có một cái chợ Thống Nhất, chợ Gò Vấp. Nếu mà thẳng hướng này quẹo phải thì chúng ta sẽ đi về sân bay Tân Sơn Nhất nè. Nếu các anh chị ở xa Sài Gòn thì nếu mà nhà chúng ta ở quận Gò Vấp này chắc ít nhất vẫn có vài ba lần đi đến cung đường này để đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ở đây là ngã năm Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Minh Giám. Chúng ta sẽ lên cầu vườn để xem sao ha. Đường Nguyễn Văn Công. Thôi có lẽ em lầm, lúc nãy cái cầu vườn kia không phải là ngã năm đường chó. Ngã năm đường chó là khúc này. Đó, chúng ta thấy bên kia kìa, kẹt xe kìa. Hôm đó là đi về Gò Vấp đó. Kẹt xe dài luôn. Thẳng hướng này mình sẽ đi về. Các bạn ơi, Happy Halloween 8 giờ tối nay. Sân bay Tân Sơn Nhất. Gia đình diễn chương trình siêu mới với đội bóng đường đại diện siêu bay. Đây là công viên gia đình nè hả? Sài Gòn bây giờ cũng tham gia cái lễ hội Halloween văn hóa của phương Tây. Cái sự chuyển cuối thu đó, đầu thu chứ hả, cuối thu, đúng rồi, cuối thu mà chuẩn bị bước sang mùa đông mà. Đó, công viên gia đình ngày nay nè, nếu các anh chị các bạn đã từng ở Sài Gòn thì chắc là ai cũng sẽ biết công viên gia đình ha. Nhìn thấy hình ảnh rất là mát mẻ, rộng rãi. Và bên kia chúng ta sẽ đi về quận Phú Nhuận, khu vực công viên gia đình ngày nay. Ở bên kia là trường phổ thông Phú Nhuận. Rồi, một số hình ảnh ở cung đường Nguyễn Oanh, ngã năm Gò Vấp, ngã năm Chuồng Chó, gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Không hiểu sao ngày xưa gọi là ngã năm Chuồng Chó, chắc lẽ khu này ngày xưa bán chó rất là nhiều hay sao, hoặc là ở đây hay thường xuyên kẹt xe nên người ta gọi cái địa danh như vậy. Rồi, số hình ảnh gửi bà con bán xem để cập nhật. Ở đây là công viên gia đình. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Rồi, bye bye.